Xin chào các bạn. Mời các bạn cùng Minh Nhật nghe chuyện. Kết hôn 8 năm, trên đầu tôi là Thảo Nguyên Xanh Mướt. Edit Hana Iuzu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Chồng tôi phải đi công tác 3 tháng. Tôi đã chuẩn bị hành lý cho anh ấy rất cẩn thận, nhưng lại phát hiện dấu vết của một người phụ nữ khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông hoàn hảo trong mắt tôi, người chồng yêu dấu của tôi, lại có thể phản bội tôi. Chỉ đến khi từng bước khám phá sự thật, Tôi mới nhận ra, phía sau anh ấy không chỉ có một người phụ nữ. Nếu Tống Nguyên Sầm thực sự có vấn đề, tôi sẽ khiến anh ta hối hận vì đã sống trên đời này. Hết văn án. Chồng tôi, Tống Nguyên Sầm phải đi tới tổng công ty ở Thượng Hải để công tác học tập nâng cao nghiệp vụ trong vòng 3 tháng. Trước khi đi, anh ấy cầm chiếc vali mà tôi đã sắp xếp, mặc bộ quần áo mà tôi đã chọn và trao cho tôi một nụ hôn tại cửa ra vào. Con gái tôi, Thanh Thanh, bám lấy anh ấy và nói, "Bố ơi, con cũng muốn và anh ấy liền ôm cô bé lên và đặt vào má con bé một nụ hôn anh đi nhé tôi nói tới sân bay chụp cho em một tấm ảnh nhé không ai biết rằng điều khởi đầu cho sự sụp đổ của mọi thứ trong tương lai chỉ là một bức ảnh sau tiếng sau anh ấy gửi cho tôi một bức hình trong sân bay rộng lớn với người qua lại tấp nập chỉ có một chiếc vali nằm giữa bức ảnh có dòng chữ kèm theo đã đến thượng hải tôi trả lời một từ tốt Tôi thuận tay lưu lại bức ảnh và ngắm nhìn chiếc vali cao cấp mà tôi đã đặt trước nửa tháng trên mạng. Chiếc vali da màu đen trông rất phong độ, tay cầm có hai nút bạc sáng loáng, phản chiếu ra bóng hai người. Bóng hai người. Tôi phóng to chiếc khóa bạc và quan sát kỹ lưỡng. Xác định đó chính là bóng hai người. Một bóng người cao lớn, tay trái chụp ảnh tay phải nhét túi, mơ hồ có thể nhận ra bóng dáng của Tống Nguyên Sầm. Còn người đứng cạnh tay phải của anh, dáng người mảnh mai, Âu Yếm vòng tay qua cánh tay của người đàn ông, rõ ràng là một người phụ nữ. Tôi để điện thoại xuống tâm trí trống rỗng dựa vào ghế sofa sau đó mới gọi điện cho Tống Nguyên Sầm. Hai cuộc gọi liên tiếp đều báo số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Tôi không chần chừ gọi lần thứ ba và cuối cùng được nối máy. Chuyện gì vậy? Giọng của Tống Nguyên Sầm bình tĩnh và điềm đạm. Ông xã à, em quên mất không nói với anh, khi anh tới đó nhớ là phải giặt sạch quần áo lót trước nhé em có muốn anh mua gì cho em không tôi cười anh phát hiện ra rồi à mua cho em một bộ quà tặng mới của isl nhé mấy cửa hàng ở đây không có bán anh ta thở một hơi nhẹ nhõm nói được còn gì nữa không không sao lúc nãy không nhận điện thoại của em trên máy bay hơi mệt vừa rồi trên taxi anh ngủ quên mất không kịp nghe máy sao anh lại ở trên taxi Tôi ngạc nhiên và hỏi, có chuyện gì thế, không phải tổng công ty tổng đã cử người đón anh sao? Làm sao không được đón? Hôm nay là ngày làm việc họ cũng rất bận, cũng không tiện. Bên đầu kia điện thoại bất ngờ vang lên tiếng ồn ào, Tống Nguyên Sầm nói nhanh, anh cúp máy đây, mệt quá, anh nghỉ một lát. Tôi liền đáp, được, anh nghỉ đi. Tôi cúp điện thoại, rồi mở cửa sổ trò chuyện với Tiểu Triệu, một nhân viên dưới quyền của Tống Nguyên Sầm. Tin nhắn mới nhất là mấy ngày trước tôi nhờ Tiểu Triệu nhắc Tống Nguyên Sầm ăn trưa. Tôi gõ, Tiểu Triệu, tôi hỏi cậu một chút, phía tổng công ty có sắp xếp người đến đón anh ấy không? Người đầu kia điện thoại trả lời ngay, có chứ, chị dâu không biết sao. Nhưng mà sếp Tống nói là làm vậy phiền tổng công ty quá, nên đã từ chối. Họ sắp xếp nam hay nữ đến đón? Chắc chắn là nam rồi, làm sao dám sắp xếp một phụ nữ cho người đã có vợ? cậu ta đùa cợt nhưng tôi không thể mỉm cười cậu đưa anh ấy tới sân bay à phải cậu có chắc chắn anh ấy lên máy bay không lần này mất mấy phút sau người ở đầu dây bên kia mới trả lời không tôi chỉ đưa đến sân bay rồi đi thôi có chuyện gì vậy chị dâu tôi nhắm mắt nghĩ một lý do anh ấy không có khả năng tự chăm sóc bản thân lại nhiều năm không ra ngoài một mình tôi sợ anh ấy gặp vấn đề gì đó người đối diện trả lời ồ ồ ồ ra là vậy chị dâu thật tốt với sếp Tống. Một năm trước, Tiểu Triệu bắt đầu đi làm sau khi tốt nghiệp. Tiểu Triệu còn trẻ, suy nghĩ còn khá đơn giản, nên không nên có chuyện lừa dối tôi trên phương diện này. Tôi đã nói lời cảm ơn và tiện tay gửi cho cậu ấy một phong bao lì xì. Sau ba lần từ chối, đối phương với vẻ mặt lo lắng đã nhận lấy, như thể đã quyết tâm gõ phím, "Chị dâu, là sếp Tống nói không muốn tôi quá mệt mỏi, nên để tôi đi trước." Tôi rất bình tĩnh tiếp tục đọc tin nhắn gửi đến từ đối phương. nhưng tôi không về nhanh như vậy, tôi nghĩ làm biếng một chút nên ngồi nghỉ bên ngoài sân bay. sau đó tôi thấy một người phụ nữ cùng tống tổng đi vào sân bay. họ có vẻ rất thân mật. tôi trả lời cảm ơn, rồi gửi một phong bao lì xì với số tiền lớn hơn. lần này đối phương rất sức khoát nhận lấy. thực sự từ sâu trong lòng mình, tôi không muốn suy nghĩ về chuyện ngoại tình. tôi giữ mình trong sạch, tình cảm vợ chồng nhẹ nhàng. Khi đã xác định ở bên một người thì sẽ không còn xem xét người khác. Tôi và Tống Nguyên sầm hẹn hò 3 năm, kết hôn 5 năm, bản thân cho rằng tình cảm vợ chồng không có vấn đề gì. Có lẽ anh ấy và người phụ nữ kia có chuyện gì cần nói. Anh ấy không muốn tôi suy nghĩ nhiều nên giấu giếm tôi. Lúc này, con gái chạy đến và leo lên ghế sofa, nằm trong vòng tay tôi, "Mẹ ơi, ngày mai cô giáo nói chúng con sẽ lên sân khấu biểu diễn, dặn bọn con tự chuẩn bị bài hát." Trẻ con đều như vậy, những việc quan trọng luôn để đến phút cuối mới nói. Tôi đứng dậy tìm cho con bé một bài hát thiếu nhi và vô tình hỏi, ở trường mẫu giáo của con, không phải có cô giáo Tô chuyên dạy các con hát sao? Gần đây học bài gì vậy? Con gái trả lời, cô Tô gần đây không đến dạy chúng con, nghe cô Trương nói là cô ấy xin nghỉ, đã nhiều ngày không thấy cô ấy. Tôi đáp lại, tìm ngẫu nhiên bài Gieo một mặt trời để phát cho con bé học, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ về chuyện của Tống Nguyên Sầm. Tống Nguyên Sầm rốt cuộc tại sao lại lừa dối tôi? Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Anh ấy đi học thêm nghiệp vụ là thật, nhưng ngoài việc học thêm, còn có chuyện gì khác không? Mặc dù tôi chỉ là một bà nội trợ, nhưng tôi còn làm nghề tay trái là viết lách, tư duy của tôi khá nhanh nhẹn. Điều này có nghĩa là ngay cả một chi tiết nhỏ tôi cũng có thể nghĩ ra vô số khả năng, phân tích tính hợp lý và xác suất của kết quả cao nhất. Và tôi là một người bi quan ngầm, Tôi luôn chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất để đảm bảo mình không bị đẩy đến bước đường cùng. Chuyện của Tống Nguyên Sầm cũng vậy, tôi phải chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Anh ấy ở lại khách sạn tại Thượng Hải do tôi dùng số điện thoại của mình đặt. Hiện tại chưa có thông báo nào nói rằng đã trả phòng, vì vậy tôi quyết định bay qua đó xem xét, nhưng tôi không chắc anh ấy có đặt khách sạn khác hay không. Đúng vào lúc này, bất ngờ xuất hiện thông báo khấu trừ phí sau khi check-in khách sạn, làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Tống Nguyên Sầm sẽ ở đây suốt 3 tháng để học tập, tôi cũng không cần lo lắng anh ấy sẽ đi đâu, thời gian của tôi còn khá dồi dào. Tôi nhắm mắt suy nghĩ về các bước tiếp theo. Quan trọng hơn, tôi cần suy nghĩ mối quan hệ 8 năm của chúng tôi cuối cùng sẽ đi về đâu. Tính cách của tôi khá điềm tĩnh, nhưng trong những việc lớn tôi luôn rất quyết đoán, nói là làm, không bao giờ trì hoãn. Tôi không thể chịu đựng những điều khuất tất trong mắt mình, chuyện của Tống Nguyên Sầm tôi nhất định phải giải quyết thật tốt nếu anh ấy thực sự có vấn đề tôi sẽ khiến anh ta hối hận vì đã sống trên đời này mặc dù đã có một số manh mối nhưng tôi không hành động hấp tấp trong nửa tháng tiếp theo hàng ngày tôi đều hỏi han qua wechat mỗi tối tôi đều video call với tống nguyên sầm kể cho anh ấy nghe về những điều con gái trải qua ở trường mẫu giáo và anh ấy cũng sẽ cười và nói chuyện với tôi hoặc thủ thỉ những điều kín đáo với con gái mọi thứ dường như giống như trước đây việc phát hiện ra dấu hiệu chỉ là một sự cố tình cờ con gái gần đây đặc biệt thích hát tôi lại nhớ đến cô giáo tô ở mẫu giáo đã xin nghỉ vô tình hỏi nguyên sầm có nên tìm một giáo viên dạy hát cho thanh thanh không ừ tống nguyên sầm ngẩn ra một chút tại sao cô giáo tô ở trường mẫu giáo đã xin nghỉ đã nhiều tuần không đến dạy rồi em còn chưa hỏi xem cô ấy có phải nghỉ hẳn hay nghỉ phép tôi nói vậy không bỏ qua bất kỳ phản ứng nào của anh ấy không phải có lần anh đến đón thanh thanh gặp chúng lớp học nhạc của con bé sao còn gặp qua cô giáo mà trên khuôn mặt anh ta thoáng qua sự không tự nhiên ồ đúng cô giáo tên là tô diệc hàm đúng chứ anh đã gặp cô ấy nhưng không quen lắm em muốn tìm thì cứ tìm đi anh đều ủng hộ tôi cười không quen mà nhớ đến tên người ta trước giờ chưa thấy anh có trí nhớ tốt thế bởi vì tên cô ấy khá giống với tên em tống nguyên sầm càng nói càng tự tin anh nhớ mà tên tôi là Hàn Đàm có vẻ như tên tô Diệc Hàm này hơi giống nhưng cũng không có gì đặc biệt giống nhau chúng tôi nói thêm vài câu Tống Nguyên Sầm vội vàng tắt video cồn tôi tựa vào ghế sofa và suy nghĩ một lúc không nhịn được muốn kết hợp tên Tống Nguyên Sầm và tô Diệc Hàm lại với nhau làm mẹ toàn thời gian việc đưa đón con cái lúc nào cũng do tôi tự tay lo liệu đôi khi thấy tôi vất vả nên Nguyên Sầm sẽ thay tôi đưa đón con mấy lần nửa năm trước khi tôi bận ở siêu thị lựa chọn thức ăn cho buổi dã ngoại cuối tuần nên nhờ anh ấy đi đón con gái tôi lấy lịch học của con ra xem kỹ quả nhiên ngày đó là thứ năm buổi học cuối cùng chính là lớp âm nhạc của cô tô diệc hàm có lẽ họ quen nhau từ nửa năm trước trực giác của phụ nữ đôi khi rất phi lý nhưng điều tôi cần là bằng chứng tôi không thể chỉ vì trực giác mà kết nối hai người này lại với nhau tôi đã gửi tin nhắn cho hiệu trưởng trường mẫu giáo Hiệu trưởng, xin hỏi cô Tô khi nào sẽ trở lại. Thanh Thanh rất thích lớp nhạc của cô ấy. Sau vài phút, hiệu trưởng trả lời tôi. Cảm ơn mẹ Thanh Thanh đã tin tưởng, cô Tô đã xin phép nhà trường nghỉ vài tuần tới. Trước đó trường có liên lạc, cô ấy nói xin nghỉ thêm 3 tháng, sau đó có thể sẽ đến xin thôi việc. Cũng từ 3 tháng quen thuộc đã làm tôi đau mắt. Tôi gõ tiếp, hiệu trưởng có thể cho tôi xin WeChat của cô ấy không? Tôi muốn mời cô ấy làm giáo viên dạy hát cho Thanh Thanh. Đối phương nhanh chóng gửi tôi danh thiếp của Tô Diệt Hàm. Tôi dừng lại một chút, trước tiên dùng tài khoản chính để kết bạn với cô ấy. Một lúc lâu, Tô Diệt Hàm vẫn chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn của tôi. Không tiếp tục đợi, tôi tranh thủ mang con gái đi rửa mặt. Xong xuôi quay lại mới phát hiện cô ấy đã chậm chạp chấp nhận lời kết bạn kèm theo một câu Xin chào mẹ của Thanh Thanh, tôi vừa mới có chút việc, không chấp nhận kịp thời, thật là xin lỗi. Tôi bỗng dưng cảm thấy lòng mình tràn ngập cảm giác ghen tị và ác ý không thể kiềm chế được sau bao nhiêu năm. Cô ấy đang ở cùng ai? Và vì sao lại có việc để làm? Không sao đâu, tôi làm phiền cô vào buổi tối muộn như thế này, tôi mới thấy ái ngại đây. Tôi trả lời, cho tôi hỏi cô giáo khi nào sẽ quay lại dạy học. Đối phương trả lời rất chậm, khiến tôi phải đợi ít nhất 10 phút. Có thể sẽ mất vài tháng nữa mới quay lại. Ngón tay tôi dừng lại, vẫn chưa biết phải trả lời thế nào thì tin nhắn tiếp theo lại nhảy ra. Gần đây tôi đang ở quê nhà giải quyết chuyện gia đình nên có thể sẽ bận rộn hơn, không sớm trở lại được. Giải quyết chuyện ở quê nhà à. Tôi hiểu rồi, là tôi đột ngột quá. Thực ra tôi muốn mời cô Tô làm giáo viên dạy hát cho Thanh Thanh. Nếu cô không tiện thì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Không hiểu sao, tôi cảm thấy qua màn hình tôi thực sự cảm nhận được sự nhẹ nhõm của đối phương nếu tống nguyên sầm bây giờ đang ngồi cạnh tô diệt hàm có lẽ cả hai người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm phải không ừm ừm được rồi cảm ơn mẹ thanh thanh đã đánh giá cao tôi tôi kèm theo một biểu tượng cảm xúc mỉm cười cuộc trò chuyện kết thúc tại đây nhưng cuộc điều tra của tôi vẫn chưa dừng lại tôi lại mở ra xem hồ sơ bạn bè của cô ấy phát hiện dường như nó được chuẩn bị cho tôi xem bên trong phần lớn là những bức ảnh tự sướng hàng ngày của cô ấy kèm theo dòng trạng thái cảm xúc hoặc là ảnh đồ ăn cảnh đẹp, cũng như lời chúc mừng sinh nhật của bản thân hoặc người khác. Thời gian trên hồ sơ bạn bè khoảng 3 năm. Tôi không thể thấy được lượt thích, nhưng có thể thấy được những phản hồi của cô ấy, có vẻ như có rất nhiều người tương tác. Tôi chú ý xem hồ sơ bạn bè trong nửa năm gần đây. So sánh với những gì cô ấy đã đăng trước đây, tôi phát hiện số lượng hồ sơ bạn bè mà tôi có thể thấy trong nửa năm gần đây giảm đáng kể, ít nhất là đã giảm một nửa. Tôi suy đoán có thể cô ấy đã chặn tôi, điều đó có nghĩa là chắc chắn có những thứ tôi không được phép nhìn thấy. Tất cả những điều này làm cho tôi đau đầu không chịu nổi. Thực sự thì tôi không muốn quản những chuyện hỗn độn này. Tôi cũng không muốn dùng khả năng ngoại tình để suy đoán về chồng mình. Nhưng tất cả những điều này dường như đều chỉ đến một kết quả tồi tệ nhất. Tôi gặp Tống Nguyên Sầm khi học năm 2 đại học. Chỉ một cái liếc mắt trên sân bóng rổ đã khiến trái tim tôi rung động. Anh ấy là người theo đuổi tôi trước nhưng tôi cũng không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo vì điều đó. Khi ở bên nhau chúng tôi luôn cùng nhau trải qua các ngày lễ. Chúng tôi sẽ tặng quà cho nhau, chờ đúng thời khắc để nói chúc mừng năm mới hoặc chúc mừng sinh nhật. Sau hai năm hẹn hò, chúng tôi đã gặp gỡ bố mẹ cả hai bên và sau khi tốt nghiệp chúng tôi đã kết hôn. Đám cưới là do chúng tôi cùng nhau trang trí, tôi nhớ ánh mắt nghiêm túc và kiên định của anh ấy. Nhớ anh ấy nhẹ nhàng nói anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em nhớ khi tôi mang thai anh ấy hào hứng đến mức muốn thông báo cho cả thế giới nhớ anh ấy vuốt tóc tôi nói sau này không sinh nữa có con gái là tốt lắm rồi tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này sau khi tôi tốt nghiệp không đi làm mà chỉ tìm một công việc viết tiểu thuyết tôi tự nguyện làm hậu phương tốt cho anh sau khi sinh con gái thì làm mẹ toàn thời gian thậm chí cả đam mê văn học mà tôi yêu thích cũng gần như bỏ qua tự hỏi mình xứng đáng với bốn từ mẹ hiền vợ tốt Tống Nguyên Sầm anh có quyền gì mà làm vậy với tôi? Chỉ vì anh là đàn ông, nên anh tự nhiên và tự tin có thể phạm lỗi lỗi mà đàn ông ai cũng mắc phải. Tôi luôn cảm thấy mình rất may mắn. Cụ thể là, nhiều chuyện không phải tôi chủ động theo đuổi, mà chúng tự tìm đến tôi. Như người vừa kết bạn với tôi và bức ảnh mà cô ấy trực tiếp gửi đến. Tôi thấy lạ, bạn là ai? Có thể nói đây là một bức ảnh giường chiếu, một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi trên giường trong khách sạn. Qua tấm gương phản chiếu trong ảnh tôi đã nhận ra người quen. Người đàn ông kia chính là Tống Nguyên Sầm. Anh ta đang dơ điện thoại lên, thậm chí còn cười và chụp lại ảnh, còn người phụ nữ thì quay lưng về phía anh ta, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt bị tóc nâu che khuất, không rõ là ai. Nhưng có vẻ không giống tô diệt hàm. Tài khoản WeChat đang nhắn tin với tôi rõ ràng là một tài khoản phụ. Không có gì trong vòng bạn bè, ảnh đại diện cũng là ảnh mặc định, và WeChat ID cũng là hệ thống ngẫu nhiên, không có điểm nào lộ liễu. Tôi tiếp tục gõ, gửi cho tôi cái này, ý bạn là gì? Đối phương trả lời, đây là chồng chị à. Sao lại không phải chứ? Người đã sống chung với tôi 8 năm, dù biến thành cho tôi cũng nhận ra. Tôi bỗng nhiên hiểu được ý đồ của người này, đáp lại, phải. Bạn là ai? Người trong ảnh là bạn à? Chị đoán xem. Nói đoán thì chắc là thật rồi. Tôi bật cười trong nước mắt bình tĩnh lại tinh thần mới trả lời được cứ coi như là cô cô nhắn tin cho tôi vậy cô biết tôi là vợ anh ấy trước khi cô ở cùng anh ấy cô có biết đến sự tồn tại của tôi không không đợi đối phương trả lời tôi lại gửi một chuỗi câu hỏi cô tìm tôi bây giờ là muốn làm gì muốn tiền muốn tình yêu muốn tôi rời xa anh ấy hay chỉ đơn giản là đến nhắc nhở tôi vạch trần anh ấy còn cô thì định rút lui lần này đối phương rất rõ ràng hai chữ muốn tiền có thể nếu chỉ muốn tiền tôi có thể cho cô tôi thả lòng sắp xếp lại suy nghĩ trả lời câu hỏi của tôi trước tôi gõ từng chữ một cách chậm chạp ô người đối diện trả lời không tôi họ lục khi thấy tin nhắn đó nói không bất ngờ thì chắc chắn là dối lòng dù có chuẩn bị tâm lý đến đâu tôi cũng không thể ngăn được dòng lệ trào ra chỉ nhìn vào những gì tống nguyên sầm làm có lẽ anh ta thực sự có thể được khen ngợi là người chồng tốt người cha tốt anh ấy làm việc chăm chỉ mỗi tháng tôi và anh ấy đều chia một nửa lương vào tài khoản chung để dùng làm tiền tiết kiệm gia đình anh ấy cũng sẽ chia thêm một nửa lương cho tôi để tôi chăm sóc gia đình mỗi dịp lễ tết anh ấy không cần tôi nhắc nhở cũng sẽ nhớ mỗi khi sinh nhật của tôi kỷ niệm ngày cưới sinh nhật của con gái và các dịp lễ hội khác nhau chúng tôi đều sẽ đi chơi ngoại ô để kỷ niệm anh ấy không hút thuốc không say xỉn, không đánh đập, tuân thủ pháp luật, siêng năng và cần cù. Có cùng quan điểm với tôi, tôi rất yêu anh ấy. Ít nhất là trước khi biết chuyện anh ấy ngoại tình, tôi thực sự rất yêu anh ấy. Tôi vẫn nhớ Tống Nguyên Sầm từng phẫn nộ lên án, làm sao có thể có người ngoại tình chứ? Ngoại tình sẽ gây tổn thương cho bao nhiêu người. Anh ấy còn nhớ mình đã từng nói câu đó không? Sau khi gửi cho người phụ nữ họ Lục một tin nhắn xin lỗi, xin vui lòng đợi một lát tôi liền chạy vào nhà vệ sinh khóc một trận thật sảng khoái rồi cuối cùng mới bình tâm trở lại may mắn là con gái đã ngủ nếu không tôi cũng không thể toàn tâm toàn ý vào việc này xin lỗi vì đã để cô phải chờ lâu tôi gõ phím trước khi nói tiếp về chuyện của cô và anh ấy cô có điều gì muốn hỏi tôi không chị định giải quyết việc này như thế nào ly hôn còn gì nữa không ừm tôi có thể nhận được bao nhiêu tiền tôi mỉm cười nhẹ nhàng đây đúng là người có cá tính rõ ràng tùy vào việc cô có thể làm được gì tôi quả thực chỉ là một bà nội trợ nhưng bố mẹ tôi lại là người kinh doanh được cô lục trả lời rất nhanh chị muốn hỏi tôi điều gì kể lại toàn bộ quá trình cô quen biết anh ấy làm thế nào mà các người ở bên nhau và làm thế nào phát hiện ra chuyện của tôi có tiền làm động lực cô lục đã tiết lộ mọi thứ ngoài sự mong đợi của tôi cô ấy là một sinh viên mới tốt nghiệp đã nhận được lời đề nghị làm việc từ công ty ở Thượng Hải và đang thực tập. Cô ấy học cùng trường đại học với tôi và Tống Nguyên Sầm, có thể nói là đàn em của chúng tôi. Trẻ đẹp chính là vốn quý của cô ấy, cũng là lý do Tống Nguyên Sầm chú ý đến cô ấy. Cô Lục ở đại học là một cô nàng hướng ngoại. Cô ấy đắm chìm trong các hoạt động câu lạc bộ khác nhau, thậm chí đến năm thứ ba cũng bận rộn với vai trò phó chủ tịch câu lạc bộ kịch. Trong năm thứ ba, câu lạc bộ kịch muốn tổ chức một buổi biểu diễn từ thiện. Nhưng số tiền xin được từ trường quá ít, không thể duy trì được, mọi người trong câu lạc bộ đã tìm đến giáo viên hướng dẫn và gián tiếp liên lạc với Tống Nguyên Sầm. Tống Nguyên Sầm là một quản lý cao cấp trong công ty, lương thưởng hậu hĩnh, điều này tôi biết. Có lẽ vị giáo viên ấy cũng hy vọng câu lạc bộ có thể nhận được sự hỗ trợ từ anh chàng học trưởng này. Cô Lục Tự nguyện nhận nhiệm vụ này, đã tìm đến Tống Nguyên Sầm và đề xuất yêu cầu. Tống Nguyên Sầm rất dễ dàng đồng ý trực tiếp thanh toán toàn bộ chi phí cho buổi biểu diễn từ thiện. Cô Lục đoán rằng, có lẽ anh ta đã thấy bức tự sướng trong vòng bạn bè của cô ấy, nên từ thời điểm đó đã ấp ủ mối quan hệ vụng trộm này. Sau đó, Tống Nguyên sầm nhiều lần đến trường cũ, dưới danh nghĩa biểu diễn từ thiện để tiếp xúc với cô Lục, cuối cùng phát triển thành mối quan hệ tình cảm. Cô Lục giải thích với tôi, thực ra người hướng dẫn đã nói với tôi anh ta có vợ rồi. Tôi cũng đã hỏi anh ta, nhưng Tống Nguyên sầm nói rằng anh ta đã ly hôn với chị còn cho tôi xem ảnh chụp giấy ly hôn. Cái gì ly hôn? Chắc là ly hôn trong mơ. Tôi lạnh lùng nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại chua xót. Tống Nguyên Sầm rất hào phóng, cô sinh viên đại học họ Lục rất nhanh chóng đã đổ gục, không lâu sau tình cảm thăng hoa, một đêm vui vẻ, sau đó càng nhiều lần qua lại. Bức ảnh đó chính là Tống Nguyên Sầm dùng điện thoại của cô ấy chụp. Và việc cô Lục phát hiện được sự thật cũng rất đơn giản. Một lần nửa đêm cô Lục thức giấc bỗng nghĩ muốn xem điện thoại của Tống Nguyên Sầm, liền dùng dấu vân tay của anh ta mở khóa, bấm vào WeChat ở phần đầu tiên đã thấy Jim đoạn chat với tài khoản được ghi chú là vợ. Tôi sẽ không làm như vậy nữa, cô Lục nói. Tôi trả lời cô ấy, nếu cô không nhìn thấy, cả cô và tôi đều chỉ là những kẻ ngốc bị anh ta đùa giỡn. Sau khi biết được tôi đã chia tay với anh ta, cô Lục nói, nhưng sau đó tôi cảm thấy mình thiệt thòi quá. Tôi bị anh ta lừa ngủ nhiều lần mà không biết tôi không thể chịu đựng được nên tôi đã tìm đến chị tôi đã ghi nhớ số wechat của chị từ trước cô lục lại gửi cho tôi một màn hình quay lại ghi lại cuộc trò chuyện của cô ấy với tống nguyên sầm tôi lặng lẽ xem xong đánh giá hai người chơi lớn thật ừm đây không phải là điểm chính đối phương im lặng một hồi lâu chị định làm gì tôi sẽ làm gì tôi trả lời một cách vô tâm tôi muốn anh ta bị bại lộ và mất danh dự từ khi tôi biết anh ta thật sự ngoại tình, người đàn ông này đối với tôi chỉ còn là kẻ thù, là kẻ thù cần phải đối đầu. còn cô lục là người phụ nữ đáng thương bị lừa, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của tôi. về tô diệt hàm, người phụ nữ chưa chẽn biết rõ mọi chuyện mà vẫn làm lơ, chỉ có thể là diễn viên phụ trong việc tôi trả thù tống nguyên sầm. cô đang ở thượng hải à? cô lục trả lời, phải. thật là trùng hợp, tôi gõ điện thoại. Tống Nguyên Sầm bây giờ cũng đang ở Thượng Hải, cùng một người phụ nữ khác. Đối phương gửi liên tiếp mười mấy dấu hỏi, người phụ nữ khác. Ồ. Chân đạp trên bao nhiêu chiếc thuyền, anh ta làm sao dám vậy? Anh ta còn không dám cái gì chứ? Ngoại tình chỉ có không hoặc là vô số lần. Anh ta lừa dối cô Lục đã quá thành thạo, chắc chắn không phải là lần đầu tiên. Tôi nhìn lên trần nhà để sắp xếp suy nghĩ. Sau khi xác định tài khoản WeChat này đã liên kết với thẻ ngân hàng cô ấy, tôi chuyển cho cô ấy 2 vạn tệ. Đây là tiền thưởng cho cô đã nói sự thật với tôi. Tiếp theo, tôi chuyển thêm 20.000 qua. Đây là tiền công mà tôi sẽ trả cho việc thuê cô từ bây giờ. Cô Lục nói, cảm ơn sếp. Sếp thật hào phóng. Sếp muốn tôi làm gì? Từ bây giờ, chúng ta là đồng minh. Tôi từ từ đánh máy. Tôi muốn cô giúp tôi hủy diệt anh ta. Tôi không thể ở nhà được nữa, tôi phải bay đến Thượng Hải ngay. Tôi đã đặt một phòng khách sạn gần khách sạn nơi Tống Nguyên Sầm ở. Sau đó tôi xin nghỉ học cho con gái, nói rằng con bé bị ốm, sau đó quay lại đưa con bé về nhà mẹ tôi. Tôi đến trước khi đi ngủ, tôi lo lắng gọi video cho Tống Nguyên Sầm. Ông xã, Thanh Thanh bị ốm, trông có vẻ khá nghiêm trọng, phải nhập viện, tuần tới em sẽ không có thời gian liên lạc với anh. Anh ta ngẩn ngơ một hồi lâu mới nói, "Thật à?" cụ thể bao nhiêu tuần? Không biết, có thể vài tuần, có thể một tháng. Tôi cố gắng trả lời anh ta, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Câu đầu tiên anh ta phản ứng lại không phải là hỏi xem con gái tôi bị ốm nặng đến mức nào. Ngược lại, anh ta lo lắng về việc tôi sẽ không liên lạc với anh ta trong bao lâu. Tôi cảm thấy lạnh ngắt, nói vài câu qua loa rồi cúp máy, đứng dậy thu dọn quần áo. Ngày hôm sau sáng sớm tôi đã đến Thượng Hải và nhận phòng khách sạn điện thoại rung lên là tin nhắn từ cô lục xếp buổi sáng tốt lành sếp đã đến thượng hải chưa tôi mỉm cười nhẹ nhàng cô gái này thực sự thú vị đến rồi chúng ta không cần phải gặp cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được trước khi đến đây tôi đã hỏi tiểu triệu về thời gian đào tạo tại tổng công ty tôi đã đổi một bộ đồ đơn giản với t-shirt và quần jean đội mũ lưỡi chai chuẩn bị sẵn sàng tôi ngồi chờ tống nguyên sầm trở về ở quán cà phê gần khách sạn vị trí bên cửa sổ vừa đủ để nhìn thấy cửa vào của khách sạn cô lục nói sếp tôi đến cửa khách sạn rồi bây giờ chỉ đợi gã tồi tệ nữa thôi được cô đừng quá căng thẳng tôi gửi một số tin nhắn để an ủi cô ấy vì phần quan trọng tiếp theo cần cô lục làm nữ chính thời gian trôi qua nhanh chóng kim đồng hồ chỉ vào vị trí một gần một giờ rồi tống nguyên sầm và một người phụ nữ mới thong thả xuống xe taxi đứng lại ở cửa khách sạn và người phụ nữ nắm tay Tống Nguyên Sầm chính là Tô diệt Hàm. Tôi kiềm chế cơn giận trên mặt, nâng máy ảnh lên chụp lại những bức ảnh của họ. Tôi thấy hai người thân mật không khoảng cách, thực sự là một đôi khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng không ai biết rằng khi nhìn thấy cảnh này, sâu thẳm trong lòng lại dậy sóng thế nào. Điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ cô Lục, tôi nhẹ nhàng chạm vào tai nghe bluetooth để nghe, đồng thời bật ghi âm cuộc gọi. Một giọng nữ trong trẻo và dễ chịu vang lên, "Sếp Tôi đi đây, gia quân thắng lợi. Cô ấy vừa nói xong, tôi chú ý đến một người phụ nữ đẹp rực rỡ với thần thái mạnh mẽ bước về phía Tống Nguyên Sầm. Tống Nguyên Sầm rõ ràng bất ngờ, qua tai nghe bluetooth tôi vừa đủ nghe thấy giọng nói của anh ấy, "Cô đến đây làm gì?" "Cảm ơn cô Lục đã bật loa ngoài." Tôi nín thở, vội vàng cầm lên chiếc điện thoại dự phòng và bật quay video. "Tôi không thể đến sao?" Cô Lục với khí chất đầy mình, lạnh lùng một tiếng, "Nếu tôi không đến" làm sao biết anh có tiểu hồ ly bên ngoài tô diệc hàm cuối cùng cũng phản ứng lại giọng điệu bất ngờ tràn đầy sự không thể tin được nguyên sầm cô ấy là ai trước khi tống nguyên sầm kịp trả lời cô lục đã lớn tiếng nói tôi là vợ chính thức của anh ấy còn hàn đàm giọng của tô diệc hàm ấy chợt dừng lại còn tôi thì dường như đã vô cảm trước những tổn thương làm sao cô có thể là vợ chính của anh ấy cô nghĩ mình là ai vậy tô diệc hàm tỏ ra rất tức giận những kẻ lạ mặt đến từ đâu không rõ. Đừng có gây sự ở đây. Tôi chưa bao giờ thấy cô, cô còn nói mình là vợ chính. Cô cần phải gặp tôi mới được hay sao? Cô Lục Ung dung liếc nhìn cô ấy một cái, khinh thường nhìn về phía Tống Nguyên Sầm, hay là để ngài Tống giải quyết đi. Cuối cùng ai mới là bạn gái của anh ấy? Ánh mắt của cả hai đều chuyển về phía Tống Nguyên Sầm. Tô Diệc Hàm nhéo nhéo vạt áo anh, nũng nịu nói, "Tống Nguyên Sầm, anh nói một lời đi mà." đương nhiên là em rồi. Tống Nguyên Sầm trước tiên an ủi Tôn Diệc Hàm, sau đó lựa lời mở miệng, Lục Nguyên, chúng ta đã chia tay rồi, không phải cô đề nghị chia tay với tôi sao? Tôi. Đó là vì tôi phát hiện anh ngoại tình. Anh có vợ rồi còn tìm người khác, để cho tôi trở thành kẻ thứ ba, anh xứng sao? Miệng lúc nào cũng nói cái gì đã ly hôn từ lâu, ly cái khỉ gì? Trong mơ à? Còn người này, anh lừa từ đâu vậy? Tuổi đã cao còn đi tìm gái trẻ, không biết xấu hổ à. Lục Nghiên có khả năng chiến đấu đáng kinh ngạc, mở miệng như súng máy, liên tục không ngừng, hoàn toàn không cho họ cơ hội phản ứng. Tống Nguyên Sầm bị mắng đến ngớ người, nhưng Tô Diệt Hàm lại nổi giận, cô im miệng đi. Cô đã bị đá rồi còn đến quấy rối cuộc sống của chúng tôi. Lục Nghiên không hề sợ hãi, một câu đã làm cho người kia câm nín. Ngoài tôi ra, biết đâu còn có những cô gái khác. Cô cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, còn giả vờ với tôi làm gì? bất chợt cô ấy cười một tiếng, hai tay ôm ngực với giọng điệu châm chọc, hay là cô đã biết từ lâu, chỉ là yêu tiền của anh ta, nguyện làm chó liếm ở bên cạnh anh ta. Cô đợi để đòi tiền chứ gì, nếu không thì thứ xấu xí và vụng về như anh ta ai lại muốn ở bên cạnh chứ? Hai người quả thực là một cặp trời sinh, một đôi cẩu. Cô ấy cuối cùng chỉ vào Tống Nguyên Sầm, còn nhấn mạnh hơn nữa, là tôi chủ động chia tay anh ta. Tôi vừa kìm nén cười, vừa cố giữ cho máy quay không run thực sự rất khó khăn. Lúc này không chỉ có Tô diệt Hàm, ngay cả mặt Tống Nguyên Sầm cũng trở nên u ám. Còn Lục Nghiên liền tận dụng thế thắng, liên tục xả ra hết những uất ức đã kìm nén trong lòng. Chỉ liên tục 800 câu mà không hề thở gấp, chỉ đến mức hai người họ như có khói sông lên từ bảy lỗ trên cơ thể. Do màn trình diễn xuất sắc của Lục Nghiên, xung quanh đã dần dần tập trung khá đông người. Thậm chí còn có người rút điện thoại ra để quay video. Có thể sớm thôi những chiến công huy hoàng này sẽ được truyền lên mạng. Tống Nguyên sầm thấy sự tình không ổn, vội vàng mở miệng, "Có gì chúng ta lên lầu nói được không? Đừng mất mặt ở bên ngoài." Nhưng Lục tiểu thư khi đã nổi giận thì hoàn toàn không nghe vào tai. Cô ta dừng lại có vẻ như chưa hài lòng. Đúng lúc tôi tưởng rằng cô ta sẽ đi, nhưng lại thấy cô ta giơ tay lên. Chát. Tiếng tát này vang lên rất rõ ràng, thậm chí át cả tiếng kinh hô của đám người xung quanh. Tô Diệt Hàm tràn ngập sự sốc, cố che mặt nhưng dường như không kịp phản ứng. Bản thân cô ta không ngờ được Lục Tiểu Thư tát mình một cái tát thật mạnh trước đám đông, cái tát đó khiến cô ta vừa kinh vừa giận, mất hết mặt mũi. Đột nhiên cô ta hét lên một tiếng, lao thẳng về phía Lục Nguyên, ngay cả Tống Nguyên Sầm cũng không kịp ngăn cản. Lục Nguyên dường như đã phòng ngừa cái này, lảo đảo một cái đã quay người lại, vươn chân một cái vấp ngã Tô Diệt Hàm, cả người cô ta ngã xuống đất rất mạnh, trông vô cùng thảm hại. À, muốn đánh tôi á? cô còn non và xanh lắm. Lục Nhiên nói với giọng khinh bỉ, cảm thấy chưa hả giận, lại nâng chân đá cô ta một cú mạnh. Tôi, một người trong đám đông đang quan sát mà cũng cảm thấy mặt mũi co giật, hú chi là cảm giác của tô diệt hàm. Lục Nhiên lại quay mặt nhìn chằm chằm vào tống nguyên sầm, làm anh ta không dám đến giúp đỡ. Lục Nhiên từng chữ nhấn mạnh, anh sẽ nhận quả báo thôi. Nói xong, cô ta bỏ đi. Một trò hề kịch liệt như vậy đã kết thúc, chỉ để lại tống nguyên sầm đứng không biết làm gì và tô diệt hàm quỳ trên đất khóc lóc mọi người xung quanh dần dần tản đi tôi thu dọn điện thoại cúp cuộc gọi lục nghiên hoàn thành nhiệm vụ một cách tròn trịa lục nghiên cảm ơn cô chủ tôi trả lời một tiếng vất vả rồi sau đó chuyển cho cô ta 5 vạn sau đó chặn và xóa liên lạc ngay lập tức chuyện của lục nghiên đã giải quyết xong nhưng cuộc báo thủ chưa chấm dứt tối hôm đó tống nguyên sầm bất ngờ chủ động gọi video cho tôi Tôi suy nghĩ một chút và ra ngoài khách sạn để bắt máy. Em đang ở đâu thế? Quả nhiên anh ta để ý thấy cảnh vật phía sau tôi đã thay đổi. Em đang ở khu nhà bạn, qua đây nói chuyện với cô ấy. Tôi nói mà mặt không đổi sắc. Chính là người trước đây mời chúng ta đến nhà cô ấy ăn nhưng anh có việc nên không đến. Ồ, Tống Nguyên Sầm vốn dĩ không quan tâm, đương nhiên sẽ không điều tra kỹ lưỡng. Tôi nói chuyện lơ đãng với anh vài câu, chú ý thấy cổ và cả mặt anh có những vết xước nhỏ và dày đặc. Tôi suy nghĩ một chút và nói, "Ông xã, để em xem hôm nay anh mặc gì nào, có phải lại mặc quần áo cũ không?" Anh ta không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn cho tôi xem. Thực ra qua điện thoại không thể nhìn thấy toàn bộ, nhưng đủ để tôi nhận ra rằng quần áo của anh ta không chỉnh tề, đó là đủ rồi. Tôi nghĩ anh ấy đã cãi nhau to với Tô Diệc Hàm rồi nhỉ? Có thể còn xảy ra xô xát. Bị thương rồi mới nghĩ đến việc tìm tôi để được an ủi. Hành động của Lục Nghiên vào buổi trưa là một kế hoạch do tôi bày ra thậm chí cả lời thoại của cô ấy cũng do tôi dựng lên cẩn thận. Anh chỉ là một trong số họ. Em chỉ yêu tiền của anh. Như hai cái gai cứ như đâm vào tim của tô diệt hàm và tống nguyên sầm vẽ ra một vực thẳm lớn trong mối quan hệ đã không mấy chắc chắn của họ. Đối với tô diệt hàm, sự tồn tại của cô ấy quá phức tạp. Khi cảm nhận được mối đe dọa cô chỉ càng siết chặt hơn. Tống nguyên sầm sớm muộn cũng sẽ chán ngán. Tôi vô tình hỏi, à, anh có xem du jin không? Nói rằng ở thượng hải có một đôi nam nữ bị bắt gian thật là buồn cười em xem chưa tống nguyên sầm quả nhiên trở nên cảnh giác em không xem chán quá tôi cầm điện thoại che đi nụ cười trên mặt chỉ là vừa nãy nghĩ đến anh cũng ở thượng hải thấy rất trùng hợp thôi anh ta có vẻ muốn giải thích thêm điều gì đó nhưng tôi đã xử lý lời nói của anh ta một cách qua loa tôi an ủi anh ta vài câu rồi tắt máy không thương tiếc bởi vì tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm bởi vì lúc này tin nhắn của tô diệc hàm đã nhảy ra bây giờ em thực sự rất mệt anh ấy khiến em cảm thấy rất xa lạ. Tôi gõ phím mặt không biểu cảm, ôm ôm bé yêu ngã nếu cảm thấy quá mệt thì nghỉ ngơi đi nhé, có gì nói hết với tôi nè, mờ mờ mờ. Đối phương cũng đáp lại, mờ 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 bé yêu, cảm ơn. Sau đó là một loạt phàn nàn, hầu hết đều liên quan đến tống nguyên sầm. Tôi lướt qua một cách sơ lược, cứ như thấy một đóa sen trắng tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng của trà xanh. Lý do tại sao có đoạn hội thoại này thì là do dùng tài khoản chính của mình tôi không xem hết được vòng tròn bạn bè của Tô diệt Hàm nên tôi lên mạng mua một tài khoản WeChat để làm tài khoản phụ và thêm cô ấy. Cô ấy chấp nhận ngay lập tức, và 3 phút sau cô ấy chủ động chào hỏi tôi, anh trai tốt, sao lại thêm em vậy? Thật là một niềm vui bất ngờ. Bạn bè giới thiệu, nói rằng em trông rất xinh đẹp. Tôi nói mập mờ, tập trung vào vòng bạn bè của cô ấy. Quả nhiên tôi thấy rất nhiều thứ mà mình không thể thấy được. Cơ bản là những ngày tháng mà cô ấy và Tống Nguyên Sầm giao tiếp hàng ngày, bao gồm hồ sơ trò chuyện, bản ghi chuyển tiền và hình ảnh, trông rất là tình cảm nhìn mà tôi nổi giận, nhưng kiềm chế cơn giận và lưu lại từng cái một. Tôi làm mới trang, nhìn thấy bài viết mới nhất của cô ấy trên vòng bạn bè. Cãi nhau với ông xã rồi, ư ư ư, tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì không tốt quy a à quy. Hình ảnh đi kèm là bốn bức ảnh tự sướng tỏ vẻ tình cờ nhưng thực chất rất là điệu bộ và toan tính. Lúc này tin nhắn từ Tô diệt Hàm lại nhảy ra, được, anh trai muốn ghi chú tên là gì? Tôi bịa đặt một cái tên, Trương Viễn, Tôi tạo dựng hình ảnh của Trương Viễn này thành một người giàu có thế hệ thứ hai, mọi điều đều toát lên phong cách xa hoa, sang trọng, quý phái và rất giàu có. Có thể là bởi vì người bạn qua tài khoản phụ của đã làm cô ấy mù quáng, cô ấy lại đối xử với tôi rất nhiệt tình, gọi anh trai này anh trai kia, không hề thấy có vẻ gì là đã cãi nhau với bạn trai. Và lúc này, Tô Diệc Hàm lại chủ động nói chuyện với tôi về mối quan hệ của cô ấy với Tống Nguyên Sầm. Anh ấy đã ly hôn rồi, con cái theo vợ cũ, vợ cũ vẫn luôn làm phiền anh ấy. Anh ấy nói anh ấy cảm thấy rất cô đơn, em thấy rất thương cho anh ấy. Em đã ở bên anh ấy, ban đầu rất hạnh phúc, nhưng sau đó em phát hiện anh ấy có vẻ như ngoại tình. Anh ấy thật sự quá tồi, làm sao dám ngoại tình, em hoàn toàn bị vẻ ngoài của anh ấy lừa. Ừ ừ ừ anh trai, anh có thể an ủi em một chút không Quy A Quy. Đúng là khiến tôi ngạc nhiên không hiểu ra sao, năng lực biện đặt của Tô diệt Hàm thật sự vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Tôi kìm nén cảm giác ghê tởm và trả lời, "Ồ, anh ấy làm sao vậy?" có bạn gái xinh đẹp như em mà còn đi ngoại tình, thật sự quá đáng. Ư ư ư, bây giờ em đều muốn chia tay với anh ấy rồi. Giá như bạn trai em đẹp trai như anh trai thì tốt biết mấy. Có lẽ Tô Diệc Hàm thật sự chỉ vì tiền của Tống Nguyên Sầm phải không? Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ nói em chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn. Cảm ơn anh trai đã an ủi, yêu anh mơ mơ tỉ tỉ bằng ba bằng. Sau đó tôi vội vàng bỏ qua chủ đề này, nếu không bữa tối sẽ trở nên vô nghĩa mất chỉ nói chuyện hơn một giờ đồng hồ, tôi cũng có thể trơ mặt nói những từ như ôm ôm, hôn hôn, thậm chí đôi khi gửi một biểu cảm. Tô Diệc Hàm cũng đã nói chuyện với tôi lâu như vậy, hoàn toàn quên mất sáng nay còn cãi nhau với Tống Nguyên Sầm. Giờ đây còn bắt đầu ý ý tứ tứ muốn tôi gửi tiền mua trà sữa. Anh trai, em muốn uống trà sữa để thư giãn một chút mà lớn hơn ba. Tôi thực sự muốn xuyên qua màn hình đổ trà sữa lên đầu cô ấy, nhưng tôi đã nhịn lại, gửi đi một trăm. Bảo bảo uống nhiều vào, đừng để anh lo. Cảm ơn anh trai. Mua. Tôi đã chụp màn hình tất cả các bản ghi lại và cảm thấy rằng in ra và dán trước cửa nhà cô ấy cũng không phải là ý tưởng tôi. Hôm trước tôi đã chứng kiến một vở kịch lớn như vậy, ngày hôm sau tôi liền đi máy bay về nhà. Chuẩn bị tiến hành kế hoạch tiếp theo. Tô Diệc Hàn và tôi, Nick Phụ, rất thân mật, gần như mỗi ngày đều có ôm hôn. Còn mối quan hệ của cô ấy với Tống Nguyên Sầm lại trở nên tồi tệ nhanh chóng. Qua việc Tống Nguyên Sầm hàng ngày chủ động video call với tôi có thể thấy tình hình nhưng tôi lại lười để ý đến anh ấy, bởi tôi đang bận rộn chuyển dịch tài sản, tôi nhất định phải khiến người đàn ông này không có gì khi rời đi. Tôi đã nói rồi, tôi không chịu đựng được sạn trong mắt. Tôi có tính cách thích sạch sẽ về mặt tâm lý. Chuyện ngoại tình của Tống Nguyên Sầm sẽ để lại trong lòng tôi một rào cản mà mãi mãi không thể vượt qua. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy, và càng không có chuyện không ly hôn. Nhưng tôi cũng không để mình chịu thiệt hại về lợi ích. Chúng tôi đã kết hôn nhiều năm, nhiều tài sản là của chung giữa vợ và chồng. Mặc dù nếu ly hôn có thể từ từ thương lượng chia tài sản, nhưng tôi không thể chấp nhận chia đôi. Tôi không có công việc chính thức, tiền kiếm từ công việc làm thêm cũng không nhiều, khi tòa án phán xử ly hôn rất có thể sẽ phân con gái cho anh ấy, điều này tôi tuyệt đối không thể chịu đựng được. Đến tháng 3, thời gian đi học nghiệp vụ của Tống Nguyên Sầm cũng kết thúc, anh ta cố ý thông báo cho tôi ngày trở về, muốn tôi qua đón. Máy bay bị trễ, tôi đã phải đợi đến nửa đêm mới thấy bóng dáng Tống Nguyên Sầm cầm vali bước ra. Tôi ngồi trong xe cố tình tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của tô diệc hàm anh về rồi tôi giúp anh ta đặt vali vào cốp xe anh ta trông mệt mỏi gật đầu và ngồi vào ghế phụ anh mệt lắm à tôi hỏi tiểu đàm anh ta thở dài một tiếng nghiêng người định ôm tôi nhưng tôi nhẹ nhàng lùi lại chỉ chạm đầu anh ta nếu quá mệt thì nghỉ trước đi về nhà rồi hãy nói tôi nghĩ những ngày này tống nguyên sầm chắc hẳn sống không được thoải mái tô diệc hàm đã có mục tiêu mới tự nhiên không còn để ý đến Tống Nguyên Sầm. Còn Tống Nguyên Sầm luôn muốn biết Tô Diệc Hàm có phải chỉ vì tiền của anh ta hay không. Hai người chiến tranh lạnh nhiều ngày, tình yêu đôi lứa trở thành sự đối đầu như kẻ thù. Chắc hẳn Tống Nguyên Sầm phải đau khổ lắm. Trước đây tôi đã chuyển nhượng phần lớn tài sản của mình cho bố mẹ và mua các quỹ đầu tư, cổ phiếu, bảo hiểm năm, năm. Sau khi biết chuyện Tống Nguyên Sầm ngoại tình, bố mẹ rất ủng hộ tôi, quyết định thuê luật sư giỏi nhất giúp tôi kiện tụng. Nhưng tôi đã lắc đầu từ chối. Việc này phải do tôi tự mình làm. Muốn Tống Nguyên Sầm rời đi không một thứ gì trong tay thật sự rất khó. Người đàn ông này tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mình không còn gì, trừ khi sự ái náy trong lòng anh ta vượt qua lòng tham của mình. Tô Diệc Hàm chính là một điểm đột phá. Chỉ tiếp xúc với cô ấy vài tháng, tôi đã phát hiện ra Tô Diệc Hàm hoàn toàn là một cô gái ham tiền. Trong hoàn cảnh chưa thực sự thân thiết với tôi mà cô ấy cứ hai, ba ngày đầu ám chỉ muốn tiền. Tôi hầu như không thể nghĩ ra Tống Nguyên Sầm đã tiêu bao nhiêu tiền cho cô ấy. Hôm đó lại nói chuyện với cô ấy, tôi cũng hiểu thêm không ít. Hóa ra tình yêu nhanh như đồ ăn nhanh lại rẻ mạt như vậy. Tôi nói với cô ấy rằng bố mẹ gần đây đang rục cưới. Tôi diệt hàm gửi một biểu tượng cảm xúc khóc khóc. Hóa ra anh trai cũng bị rục cưới à ngã. Tôi đáp lại, còn em thì may mắn hơn, em đã có đối tượng. Đối phương do dự một lúc, nhưng anh ấy hiện giờ lạnh nhạt với em quá. Mấy lần em muốn đề cập chia tay đều bị anh ấy gạt đi. Cảm giác như anh ấy đang lừa em. Hu hu hu. Cơ hội đã đến. Tôi từ từ gõ phím, vậy em có muốn làm bạn gái của tôi không? Tô Diệc Hàm gần như là phản hồi ngay lập tức. Thật sự à, anh thích em à. Dĩ nhiên rồi bé yêu, anh muốn ở bên em. Cô ấy liên tục gửi nhiều biểu tượng cảm xúc để thể hiện niềm vui, ư ừ, ư ư em cũng thích anh lắm, anh trai hôn hôn. Và như vậy, Tô Diệc Hàm và nhân vật trương viễn mà tôi tạo ra đã yêu nhau. Sau khi xác nhận mối quan hệ, tôi đã trực tiếp chuyển cho cô ta 10.000 để ổn định tinh thần, cô ấy thực sự càng ngày càng quấn quýt tôi hơn, mối quan hệ khăng khít như mật ngọt, vô cùng thân mật. Nhưng cô ấy vẫn chưa nói chia tay với Tống Nguyên Sầm. Tôi chuyển qua tài khoản chính để xem dòng thời gian của cô ấy, số lượng bài viết chia sẻ về Tống Nguyên Sầm đã giảm mạnh. Tôi lại chuyển sang xem lịch sử trò chuyện với Trương Viễn, thậm chí cô ấy còn không chặn tôi. Tôi không thể đoán được cô ấy là muốn tôi giảm bớt sự nghi ngờ với cô ấy, hay là thực sự đắm chìm trong niềm vui giả tạo đến nỗi quên mất sự tồn tại của tôi. Tôi giống như một điệp viên hai mặt một mặt dùng danh tính giả để yêu đương với Tô Diệc Hàm. Mặt khác làm vợ hiền dịu, thông minh của Tống Nguyên Sầm, an ủi trái tim bị tổn thương của anh ấy. Nghĩ lại, mối quan hệ của họ có lẽ sắp sửa rạn nứt. Tống Nguyên Sầm mỗi ngày tan sở đều ngoan ngoãn về nhà, giúp tôi làm việc nhà, chăm sóc con cái, cuối tuần còn đưa tôi và con gái đi chơi. Nhìn bề ngoài, chúng tôi là gia đình hạnh phúc vui vẻ. Nhưng trái tim tôi giờ đây lạnh lẽo như một tảng đá lớn, chỉ cao cao tại thượng nhìn ngắm hai người họ diễn trò tình cảm giả tạo. Không lâu sau, Tô Diệc Hàm chủ động đề xuất, "Em muốn gặp anh." Cũng đúng, không gặp mặt mãi sẽ khiến cô ta nảy sinh nghi ngờ. Tôi vui vẻ đồng ý, "Được thôi, vậy em chọn địa điểm, chúng ta gặp mặt nhau nhé." "Chỉ có điều, buổi gặp mặt sẽ có ba người." Địa chỉ được chọn là ở một nhà hàng Tây cao cấp, tôi vui vẻ đặt bàn và hẹn cô ấy sẽ ăn bữa tối. Tô Diệc Hàm rất vui vẻ, nói rằng em muốn anh thấy em đẹp nhất như thế. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, "Yên tâm đi, tôi cũng vậy." đang nhìn cái gì vậy? Tống Nguyên Sầm đến hỏi tôi. Cùng nhau đi ăn vào cuối tuần nhé, chúng ta gửi Thanh Thanh đến nhà mẹ em tôi cười nói, chúng ta cũng đã lâu không có không gian riêng tư của hai người. Anh ta ngạc nhiên một chút, cũng bày tỏ một chút mong đợi. Nếu em muốn như vậy, vậy thì cuối tuần chúng ta đi nhé. Em đã đặt nhà hàng rồi, tối vợ chồng mình đến là được. Tôi cho anh ta xem thông tin đặt bàn và nhắc nhở anh ta hãy hủy bỏ mọi việc lặt vặt. Tôi và Tống Nguyên Sầm ăn mặc chỉnh tề, đúng giờ đến nhà hàng, tay trong tay bước qua cửa lớn. Một nhân viên phục vụ tiến lên và hỏi, "Xin chào anh chị, xin hỏi anh chị đã đặt chỗ trước chưa ạ?" À? "Có." Tôi lấy điện thoại ra và hiển thị mã đặt chỗ, nhân viên phục vụ kiểm tra và cúi người chào, "Mời hai vị đi lối này." Tôi vừa đi vừa cười nói, "Hôm nay vắng khách thật nhỉ." Hôm nay đa số khách đặt giờ hơi muộn, bây giờ họ vẫn chưa tới. Người phục vụ cũng khá là dễ nói chuyện, nhẹ nhàng ra hiệu cho chúng tôi nhìn về phía khu vực chờ ở cửa. "Có một vị khách nói sẽ đợi bạn trai của cô ấy." nhưng bây giờ vẫn chưa tới ơ ờ, xin quý khách đợi chút bàn mà cô ấy đang đợi chính là bàn mà quý khách đã đặt tống nguyên sầm đã sớm dừng bước ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía khu vực chờ duy nhất của khách hàng và người phụ nữ kia cũng khó có thể tin được mà đứng dậy vẻ mặt hoang mang tôi với nụ cười đầy ý với hai tay ôm ngực im lặng theo dõi vở kịch thú vị này sao em lại ở đây tống nguyên sầm bất ngờ thốt lên em em tôi diệt hàm mặt đầy hoảng sợ không biết phải nói gì ngón tay cắm sâu vào chiếc túi sách ra mà cô đang cầm. Tống Nguyên sầm mở to đôi mắt, em nói với tôi là hôm nay em đi gặp một người bạn. Anh ta chỉ về phía người phục vụ, cậu ta nói với tôi là em đang đợi bạn trai. Không phải, em, Tô Diệc Hàm nghiến răng, cậu ấy nghe nhầm, em nói là bạn nam thôi. Cô, Tống Nguyên sầm tức giận, thậm chí tiến lên và giơ cao tay phải. Tôi dựa vào quầy ba, lười biếng mở miệng, Nguyên Sâm, anh quen cô ấy à? Cả hai đều giật mình, cuối cùng cũng phản ứng lại được tình hình hiện tại tống nguyên sầm quay người lại miễn cưỡng cười cô ấy cô ấy là anh ta quay người để lộ tô diệc hàm đang đứng phía sau ôi cô tô tôi giả vờ ngạc nhiên đưa tay che miệng ngạc nhiên nói sao cô cũng ở đây vậy cũng là đến ăn tối với bạn trai à cô đặt bàn nào vậy cho tôi xem với biết đâu lại ngồi chung bàn đấy không phải tô diệc hàm như chó hóc xương biểu cảm vặn vẹo khác thường ánh mắt di chuyển qua lại giữa tôi và tống nguyên sầm tống nguyên sầm tức giận đến nứt cả khóe mắt nhưng vì tôi vẫn ở bên cạnh nên chỉ là tức giận nhìn cô ấy một cái rồi không chút do dự quay người lên lầu tôi vẫy tay ra hiệu cho bồi bàn rời đi tô diệc hàm vẫn đứng đờ ra đó trông có vẻ rất suy sụp có lẽ cô tìm nhầm chỗ rồi biết đâu người bạn trai kia của cô lừa cô chăng tôi nói một cách thong thả mỗi từ tôi thốt ra sắc mặt của tô diệc hàm lại càng thêm xấu đi nhìn cô ta một cách khinh miệt tôi quay người bước đi cô ấy run rẩy mở miệng hàn đàm Tôi quay đầu lại, giơ ngón tay cái lên môi, nhìn vào đôi mắt run rẩy của cô ấy và lạnh lùng nói ra hai từ. Đừng ồn, anh đặt nhà hàng kiểu gì vậy? Cái gì mà hệ thống lỗi? Hệ thống lỗi đến mức trùng bàn với người khác. Tống Nguyên Sâm chán trường nên uống rượu rất nhiều, giờ đang nằm ngủ trên ghế sau. Tôi chuyển qua tài khoản phụ xe một chút, Tô Diệc Hàm đang vì chuyện này mà nổi giận với tôi. Hệ thống nhà hàng lỗi, kết quả là anh không đặt được điều này không đủ rõ ràng sao. Anh hơi bận nên đã quên không nói cho em biết, em tự ăn xong rồi về nhà đi anh có ý gì hả tô diệc hàm tức giận anh biết em đã chờ ở nhà hàng bao lâu không anh biết nhân viên ở đó nhìn em thế nào không bây giờ anh bảo em tự ăn xong rồi về nhà ư tôi không trả lời cô ấy một cách trực tiếp nhắm mắt nghĩ mất vài giây mới gõ thực ra là có lý do của nó lý do gì lý do chính là tô diệc hàm tôi gõ từng chữ một cách chắc chắn cô gái hạ tiện này không xứng đáng được yêu cũng không xứng đáng được người khác yêu Nói xong tôi chặn, xóa và hủy tài khoản. Tôi chụp lại tất cả các bản ghi cuộc trò chuyện, cố ý che mờ thông tin liên quan đến Tống Nguyên Sầm để người khác không nhận ra là anh ấy. Sau đó tôi in chúng ra, làm thành tờ rơi. Tôi thuê một số người vô công rồi nghề, dán từng tờ một xung quanh khu nhà trọ nơi tô diệt hàm ở. Địa chỉ của cô ấy là tôi moi được, dùng một chiếc túi hàng nhái giá vài trăm đồng. Tiêu đề trên tờ rơi được cố ý làm nổi bật, phóng to và in đậm màu đỏ, cảm ơn cô tô diệt hàm ngoài người yêu còn cung cấp sự hỗ trợ tinh thần cho những người đàn ông khác không chỉ ở nhà trọ ngay cả trường mẫu giáo cũng vậy khi tan học các bậc phụ huynh đều được người ta nhét tờ rơi vào tay cả khu dân cư gần đó đều biết về những chiến tích rực rỡ của tô diệt hàm rất nhanh cái tên tô diệt hàm đã lan truyền khắp cả khu vực buổi tối tống nguyên sầm tan làm về nhà trong anh ta vô cùng bối rối và lo lắng tôi cười nói chuyện của cô giáo tô kia anh biết chưa anh ta giật mình hết hồn, cái gì? Chuyện của cô Tô à? Biểu cảm lập tức trở nên cảnh giác, em biết được chuyện gì? Tôi không thể nói ra. Có vẻ như cô ấy phản bội khi đang yêu đương, bị người ta lôi ra mắng mỏ. Tôi lắc đầu thán phục, thật là tàn nhẫn, nên người ta hay nói ngoại tình không có kết cục tốt đẹp. Phải không? Anh không rõ. Tống Nguyên sầm cúi đầu sắp xếp đồ đạc. Không biết bạn trai của cô ấy là ai, cũng không biết đã chia tay chưa. Tôi vừa sắp xếp đồ ăn vừa nói một cách vô tình nghe nói cô tô kiếm được từ người đó không ít tiền kết quả vẫn là nói rằng cô ta chê người đàn ông kia vừa xấu vừa già chỉ vì tiền của anh ta mà thôi hồi trước gặp ở nhà hàng có vẻ vẫn còn thể hiện tình cảm đầy âu yếm nhưng có lẽ người ta sớm nhận ra mình chỉ là một cái máy atm mà thôi nếu là em em đã sớm chia tay với cô ấy rồi nhưng mà này không chừng cô tô còn muốn kiếm thêm một khoản nữa thật là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài tôi nhìn anh ấy cười nói đã thu dọn xong chưa Sao không đến ăn cơm, trông anh có vẻ rất căng thẳng." Cơ thể Tống Nguyên sầm run nhẹ, nói, "Anh vào nhà vệ sinh một chút." Điện thoại trong túi anh ta bất ngờ sáng lên qua lớp vải, có lẽ là có người đang gửi tin nhắn. Không cần nghĩ cũng biết là Tô Diệc Hàm, cô ta, Tô Diệc Hàm không thể bỏ qua cơ hội này. Có lẽ cô ta đoán ra người tự xưng là Trương Viễn chính là một cái bẫy, nhưng cô ta không đoán ra là do tôi làm. Cô ta đã không còn mặt mũi nào gặp người khác, danh tiếng bị hủy hoại, có lẽ cũng không thể ở lại đây. Nhưng làm sao cô ta có thể chịu được việc Tống Nguyên Sầm vẫn sống tốt như chẳng có chuyện gì? Cô ta chắc chắn sẽ dùng điều này để tống tiền. Quả nhiên, sắc mặt Tống Nguyên Sầm rất khó coi, thấy tôi còn cố gượng cười, chuyện công việc không có gì đâu. Trên bàn ăn, anh ta chủ động cùng tôi lên án hành vi đáng xấu hổ của Tô diệt Hàm, như thể cô ta đã phạm phải tội ác không thể rửa sạch, nhưng quên mất mình cũng là đồng lõa của cô ta. Tôi nhìn anh ta diễn mặt mày hớn hở mà trong lòng vô cùng khinh bỉ, thậm chí là sự ghê tởm. Tôi mở mắt giữa đêm khuya, người bên cạnh đang ngủ say. Tôi mò mẫm tìm điện thoại của Tống Nguyên Sầm, dùng dấu vân tay của anh ta mở khóa. Mở WeChat, quả nhiên anh ta đã nói chuyện về tiền với Tô Diệt Hàm. Tin nhắn cuối cùng là lời đe dọa nặng nề từ đối phương, anh đợi đấy. Nếu anh dám không đến, tôi sẽ nói tất cả với Hàn Đàm. Tôi đọc và không hiểu sao lại muốn cười. Họ không biết rằng tôi đã sớm hiểu rõ mọi chuyện và không ngừng bị tôi đùa bỡn. Tôi lướt lên xem lại toàn bộ lịch sử trò chuyện. Tổng quát là Tô Diệc Hàm dùng mối quan hệ bẩn thỉu của mình để uy hiếp Tống Nguyên Sầm. Yêu cầu Tống Nguyên Sầm đưa cho cô ta 500 vạn, nếu không sẽ làm lộ chuyện này ra, bao gồm cả sự tồn tại của Lục Nguyên. Tống Nguyên Sầm thế mà còn mặc cả với cô ta, cuối cùng không thỏa thuận được. Tô Diệc Hàm đành phải chấp nhận nhún nhường, gửi một địa chỉ, yêu cầu anh ấy gặp mặt để nói chuyện. Tống Nguyên Sầm không thể không đi. Tôi ghi chép lại địa chỉ, sau đó lại đặt mọi thứ vào đúng chỗ. Lại là một cuối tuần nữa sáng sớm tống nguyên sầm đã chuẩn bị xong và nói với tôi hôm nay anh phải đi mời một khách hàng ăn cơm tối nay mới về nghĩ đến những gì sắp xảy ra tâm trạng của tôi rất tốt vì vậy tôi cũng không quan tâm anh ta đã dùng lý do gì để gạt gẫm mà đồng ý chờ anh ta đi rồi tôi hiếm khi mới trang điểm kỹ càng như vậy mặc lên mình chiếc váy đắt giá và đẹp nhất lại thay một đôi giày cao gót đeo chiếc túi sách đắt tiền nhất cả người rực rỡ lộng lẫy tôi sẽ đi đến chiến trường đôi giày cao gót sắc nhọn của phụ nữ chính là vũ khí của họ tôi đưa con gái đến nhà mẹ tôi sau đó lại đi đường vòng đến nơi họ hẹn nói chuyện họ chọn một quán cà phê khi tôi đến nơi thì họ đã bắt đầu trò chuyện rồi tôi bình tĩnh bước đến biểu hiện trên khuôn mặt của tống nguyên sầm khi đối diện với tôi đã thay đổi từ sững sờ sang kinh ngạc rồi lại trở thành vẻ ngạc nhiên thường xuất hiện trên mặt anh ta khi chúng tôi yêu nhau tôi diệc hàm tỏ ra rất tức giận anh đang nhìn cái gì thế anh này cô ta bỗng nhiên quay đầu cái nhìn khi thấy tôi tựa như nhìn thấy ác quỷ tôi mỉm cười tiến lên cố ý ngồi xuống chiếc ghế mà tống nguyên sầm đang ngồi cô tô sao cô lại ở đây thật là trùng hợp trước đây gặp nhau ở nhà hàng bây giờ lại gặp ở quán cà phê chúng ta thực sự có duyên cô ta cả người đang run rẩy ôi chẳng phải anh đang gặp khách hàng sao tôi không quản cô ấy nữa cúi đầu nhìn tống nguyên sầm từ khi nào tô diệt hàm trở thành khách hàng của anh anh ta không trả lời nhưng tôi biết anh ta bây giờ chắc hẳn rất hoảng sợ anh và cô ta có quan hệ gì vậy tôi tỏ vẻ vô tội nói ra cố ý tạo ra một số cử chỉ thân mật. Tống Nguyên Sầm đột nhiên ngẩng đầu, anh và cô ta không có quan hệ gì. Tống Nguyên Sầm, Tô Diệc Hàm thê lương kêu thét, tôi thực sự mù quáng, làm sao lại chọn anh? Anh nói lại một lần nữa xem anh và tôi có quan hệ gì. Cô nghĩ cô là ai vậy? Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ hám tiền của tôi thôi sao? Anh sao lại nhìn tôi như vậy? Trước đây tôi yêu anh mà, nếu không tại sao tôi lại ngủ với anh? Không phải cô đã cắm sừng tôi sao? cô tưởng những tin nhắn đó tôi không thấy à đó là vì anh đối xử lạnh lùng với tôi anh không phải đã nói anh sẽ ly hôn với cô ta sao tôi ngăn cản họ xin lỗi một chút hai người có quên mất sự tồn tại của tôi không tống nguyên sầm nói nhỏ hàn đàm anh im miệng tôi bất ngờ nổi giận trực tiếp tát một cái khiến đầu anh ta lệch sang một bên tống nguyên sầm nắm chặt đôi tay rồi lại buông lỏng cuối cùng quỳ xuống van xin hàn đàm chúng ta về nói chuyện được không anh thật là giỏi tôi nhìn chằm chằm vào anh có phải tôi nên trao cho anh một giải thưởng không tôi diệt hàm lảo đảo lùi vài bước quay người muốn chạy trốn tôi túm lấy cô ta nhấn đầu cô ta quăng trở lại sau đó lấy cốc cà phê đổ lên người cô ta á à, tôi phát hiện Tô diệt hàm đối mặt với tình huống như thế này đều phản ứng bằng tiếng thét chói tai tôi không nhịn được đá cô ta một cái để cô ta im miệng hàn Đàm nghe anh giải thích tống nguyên sầm lê bước quỳ gối bên cạnh chân tôi là cô ta quyến rũ anh cô ta chỉ muốn nhắm đến tiền của chúng ta anh lúc đó chỉ là không suy nghĩ kỹ tôi nhìn anh như thể nhìn một người xa lạ là nhất thời mơ hồ hay là lặp lại sai lầm nhiều lần cuối cùng là bị cám dỗ hay là đã có kế hoạch từ lâu anh ta thực sự nghĩ rằng tôi không biết gì sao khoảnh khắc đó tôi thực sự muốn nói ra tất cả mọi chuyện nhưng không được tài sản và một ngôi nhà vẫn chưa chuyển nhượng lúc này phát tiết cũng không thể làm cho tống nguyên sầm mất hết cả danh dự và sự nghiệp phải bình tĩnh phải bình tĩnh thật sao thật anh ấy nhìn tôi, như thể đang nhìn vào một vị cứu tinh. Tôi ngẩng đầu kìm nén giọt nước mắt muốn rơi, được, tôi tin anh. Vì mặt mũi của con gái, chỉ cần anh quay đầu là bờ, tôi có thể không truy cứu vụ này. Thật sao? Tống Nguyên Sầm vui mừng khôn xiết, đứng dậy ôm lấy tôi, hỗn độn nói mấy lời hứa như sau này anh sẽ thay đổi hoặc sau này anh nhất định sẽ không tái phạm nữa. Tôi diệt hàng cuối cùng không chịu được nữa, khóc lớn và chạy đi. Mặc dù đứng đối diện với Tống Nguyên Sầm, tôi chỉ mỉm cười không nói gì không truy cứu gì cả, đương nhiên là giả. Tống Nguyên Sầm, quả báo của anh chưa kết thúc. Cụ thể là sự quấn quýt của Tô Diệc Hàm vẫn chưa kết thúc. Cô ấy bắt đầu chạy đến nhà tôi suốt 3 ngày, gõ cửa, la hét, khóc lóc om sòm, gây rối trật tự công cộng. Cuối cùng cô ấy bị quản lý tòa nhà đuổi ra ngoài, thậm chí tôi còn gọi cảnh sát, cảnh báo cô ấy không được quay lại nữa. Kế hoạch không thành, cô ấy lại đến mẫu giáo dình tôi. Nhưng phụ huynh ở mẫu giáo đều biết cô ấy là kẻ thứ ba cố tình quyến rũ người khác. Cô ta không gặp mặt được tôi, ngược lại bị những lời châm chọc mỉa mai của họ đến nỗi không dám bước ra khỏi nhà. Trang cá nhân của tô diệt hàm bắt đầu cập nhật liên tục, các bài viết đầy tình cảm u sầu được đăng tải không ngừng nghỉ. Mỗi bài đều kể về nỗi đau và sự hối hận sau khi tan vỡ tình yêu. Ban đầu tống nguyên sầm thậm chí còn có chút xót so xa cho cô ta, nhưng rất nhanh sau đó anh ta không chịu nổi sự làm phiền. Thậm chí trong một lần tô diệt hàm đến nhà, anh đã tự tay đuổi cô ấy ra khỏi nhà còn tôi chỉ mỉm cười và gật đầu khi chạm phải ánh mắt tô diệc hàm mối quan hệ của đôi uyên ương một thời này đã chính thức đổ vỡ nhưng chưa đạt được mục tiêu mà tôi mong muốn nguyên sầm anh còn tiền trong thẻ không có thể chuyển cho em thêm một chút không đây là lần thứ tư trong tháng này tôi nhờ tống nguyên sầm chuyển tiền và như thường lệ anh ấy chỉ nhăn nhó một chút nhưng vẫn chuyển khoản cho tôi tháng này sao chi tiêu nhiều vậy không phải em mua bảo hiểm cho anh và thanh thanh nên hết tiền rồi tôi cười xin lỗi ngồi xuống bên cạnh anh ấy. Thêm nữa, trước đây em có nói với anh, công ty của bố em đang dự định niêm yết, em muốn tham gia cổ phần trước, nên mượn thêm một ít tiền. Thấy sắc mặt anh ấy có vẻ không tốt, tôi lại cười nói thêm, để tên anh, khi hợp đồng xuống sẽ cho anh xem. Tống Nguyên Sầm rõ ràng thấy nhẹ nhõm, ồ, thực sự là vất vả cho em. À, nhắc mới nhớ, tôi thăm dò hỏi, tô diệt hàm, còn làm phiền anh không? Có. Vẻ mặt của Tống Nguyên Sầm lập tức trầm xuống, cô ấy vẫn đòi tiền anh. Tôi thở dài, bực bội nói, người phụ nữ này thật là tham lam không biết chán, anh mới là người bị hại. Tống Nguyên Sầm rất hài lòng, lại gần tôi hơn một chút. Nếu cô ấy còn đòi tiền, chỉ có thể cho cô ấy căn nhà thôi. Tôi thở dài, lo lắng, sổ đỏ viết tên anh và em, cô ấy chắc chắn còn đang nghĩ về việc này. Cô ấy có nói với anh về việc bán nhà không? Anh ta im lặng, tôi đoán ngay được. Phần lớn tiền của Tống Nguyên Sầm đều ở trong tay tôi đây chắc chắn đã làm ẩm ý đòi anh ta bán nhà, không bằng chuyển nhà sang tên của thanh thanh đi. Tôi nói như vậy thì tô diệt hàm cũng không còn cách nào. đợi cô ấy không còn quấy rối anh nữa, chúng ta lại đổi trở về. điều này được không? tống nguyên Sầm có chút do dự. sao lại không được? nếu không mai em đi hỏi luật sư xem sao? tôi khuyên nhủ từ tốn, không có tiền, tô diệt hàm còn muốn gì nữa? đợi cô ấy đi rồi, chúng ta một nhà sống hạnh phúc không tốt sao? cuối cùng. Tống Nguyên Sầm đã gật đầu. Ngày hôm sau, tôi liền tìm một người bạn làm luật sư để hiểu rõ tình hình, hành động nhanh chóng thu thập tất cả tài liệu. Sau một tháng rưỡi, căn nhà cuối cùng cũng đã chuyển nhượng thành công cho con gái Thanh Thanh, không còn là tài sản chung của vợ chồng nữa. Còn tôi, ngay sau ngày chuyển nhượng nhà thành công, đã chủ động liên lạc với Tô Diệt Hàm. Cô giáo Tô, có muốn gặp một lần không? Thực ra tôi không hề thấy cô đáng thương chút nào. Tôi châm một điếu thuốc, ngón tay ánh đỏ lập lòe, khói thuốc mơ hồ, tôi thở ra như mây. Anh ấy đã từng yêu cô, và cô cũng đã nhận được đủ tiền bồi thường. Bây giờ cô chỉ trở lại với cuộc sống trước đây của mình, tôi không hiểu tại sao cô lại hận tôi như vậy. Tôi diệt Hàm đứng cách tôi 3 mét, vẻ mặt căng thẳng, tôi nghiêng người nhìn cô ấy, người nên hận là tôi mới đúng. Chị cuối cùng muốn nói gì với tôi, cô ấy tỏ ra bình tĩnh. Cô chỉ là một món đồ chơi mà thôi, ngay khi lời nói vừa ra, tôi cảm nhận được sự oán hận từ cô ấy chợt lóe lên rồi biến mất. Tôi cúi đầu cười khẩy không coi ai ra gì, gạt tàn thuốc, cô lục trước đây cô không phải đã gặp rồi sao? Có lẽ nên có chút tự biết đi. Tống Nguyên dầm ngoại tình thành nghiện, cô có sự tự tin nào mà nghĩ rằng anh ấy sẽ vì cô mà từ bỏ được. Tôi diệt Hàm im lặng. "Chị, không định ly hôn. Tôi đã không còn trẻ nữa, đã mất đi sự bồng bột của tuổi trẻ, chỉ muốn sống tốt từng ngày." Tôi nói, "Vì con gái, chuyện ly hôn hay gì đó, thôi bỏ qua đi." Tôi hít sâu một hơi, Điếu thuốc cháy nhanh chóng. Tôi ném điếu thuốc vào thùng rác. Tôi không quan tâm nữa, biết không, tôi chỉ muốn giữ gìn tổ ấm của mình, đừng có quấy rối nữa. Anh ấy vẫn là chồng của tôi, vẫn là cha của con gái tôi, chúng tôi vẫn sẽ sống như những ngày trước. Còn cô, chỉ là gia vị của cuộc sống mà thôi, cút đi sớm đi, đừng tự làm nhục mình. Chị thật sự, có thể chịu đựng, tôi diệt hàm mặt đầy khó tin, hận đến run cả người, giọng run rẩy. anh ấy ngoại tình, anh ấy đã ngủ với nhiều người, chị làm sao có thể. Tôi cắt ngang cô ấy, cô là đối tượng ngoại tình của anh ấy. Cô rõ ràng biết tôi tồn tại mà vẫn muốn tiếp tục như không có chuyện gì, bây giờ cô nói những lời này không thấy mình ghê tởm sao. Cô ta không nói nên lời. Thôi được rồi, cô Tô. Tôi nhìn cô ta, đưa tay trao cho một tấm thiệp mời. Ngày mốt là sinh nhật của tôi, nhân tiện mời cô, địa chỉ và thời gian đều ở trên đó. Nếu cô muốn đến thì đến, không muốn đến thì xé nó đi. Đó là cách cứu vớt danh dự cuối cùng của cô nói xong tôi quay lưng đi không quan tâm đến phản ứng của cô ta nữa tôi diệt hàm cô nhất định phải đến đấy nếu cô không đến làm thế nào tôi có thể khiến tống nguyên sầm sụp đổ danh tiếng cơ chứ sinh nhật tôi được tổ chức tại nhà hàng sang trọng mời họ hàng bạn bè đồng nghiệp và hầu hết đều là người quen biết của tống nguyên sầm đến ngày sinh nhật trước tiên tôi sẽ gửi thanh thanh đến nhà mẹ tôi đối diện với ánh mắt hoài nghi của tống nguyên sầm tôi rất bình tĩnh chúng ta chắc chắn phải trò chuyện với mọi người trước Thanh Thanh sẽ không đợi nổi, một lúc sẽ buồn ngủ. Đợi đến khi bắt đầu ăn thì lại đưa con bé đến. Buổi tiệc bắt đầu với những bài phát biểu dài dòng. Tôi chỉ lên sân khấu nói được 3 phút, phần còn lại tôi để Tống Nguyên Sầm tự tiếp đãi mọi người. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, chơi điện thoại, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía cửa, chờ đợi kết quả cuối cùng. Tống Nguyên Sầm Đó là tô diệt hàm. Tôi cảm thấy thư giãn hoàn toàn, dựa lưng về phía sau ghế, bất chợt thấy mệt mỏi. Trong ánh mắt mơ hồ của mọi người, Tô Diệc Hàm bước vào đầy phong thái, không chờ phản ứng từ người khác đã lao thẳng đến trước mặt Tống Nguyên Sầm và giáng cho anh ta một cái tát vang dội. Cô ấy òa khóc nức nở, anh là đồ khốn nạn. Hai người lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Một số người cũng đưa ánh mắt hoài nghi về phía tôi, tôi chỉ mỉm cười vô tội, chỉ vào sân khấu ra hiệu hãy tiếp tục xem kịch. Cô, cô làm sao? Tống Nguyên Sầm cực kỳ ngạc nhiên, cố gắng bình tĩnh. Anh ta liếc nhìn tôi một cái hoảng hốt, sau đó mới cố tỏ ra bình tĩnh để đuổi Tô Diệc Hàm đi. Cô đến làm gì vậy? Làm sao cô có thư mời? Cô ra ngoài trước đi. Tại sao tôi phải ra ngoài? Sinh nhật vợ anh, tại sao tôi không thể đến? Tô Diệc Hàm nắm chặt tay, tràn ngập đau khổ. Anh có cô ấy rồi, anh quên mất tôi, anh đặt tôi ở đâu trong trái tim anh? Thời gian hơn nửa năm chúng ta ở bên nhau tính là gì? Tôi ngoảnh mặt đi để che giấu nụ cười trên khuôn mặt. Người phụ nữ này thật buồn cười. Rõ ràng có thể dễ dàng yêu đương với người mà mình chưa từng gặp mặt, rồi lại làm ra vẻ chân thành, giả vờ sâu đậm. Tống Nguyên Sầm mất hồn mất vía, ai ở chung với cô? Cô. Anh dám nói không? Anh dám đăng tất cả tin nhắn lên không? Bây giờ anh yên ổn rồi, để một mình tôi chịu bị dội nước bẩn à? Cô có vấn đề à? Tống Nguyên Sầm cũng nổi giận, đó là cô dụ dỗ tôi, cô chỉ muốn lợi dụng tiền của tôi. Tôi dụ dỗ anh, chỉ với bản mặt già nua và xấu xí của anh, cũng đáng để tôi dụ dỗ lời của tô diệt hàm cũng đủ độc ác đã có vợ còn ra ngoài tìm kẻ thứ ba anh hèn hạ vô liêm sỉ họ cãi vã không ngớt đã có người hiếu kỳ bắt đầu chụp ảnh và quay video tôi tiện tay báo cảnh sát nói có người đánh nhau gây rối để họ vất vả đến sớm chút tôi gật đầu với anh chàng ở khu vực điều khiển âm thanh ánh sáng anh chàng nhanh nhẹn hiểu ý trên màn hình đa phương tiện bất ngờ bắt đầu phát một đoạn video chính là đoạn video ghi lại cảnh tống nguyên sầm đi công tác và cãi vã với tô Diệc hàm cùng lục nghiên dưới sân khấu xôn xao. Tống Nguyên Sầm và Tô Diệc Hàm đều ngớ người. Tống Nguyên Sầm không thể tin được nhìn về phía tôi, tôi bày tỏ vô tội với đôi bàn tay giang rộng. Tống Nguyên Sầm. Micro đã làm cho giọng tôi lớn hơn, trong hội trường rộng lớn thậm chí còn có đôi vang. Anh có thể giải thích cho tôi một chút được không? Anh ấy chân yếu đuối, thậm chí quỳ xuống, hàn đàm. Im lặng, ban đầu tôi tưởng rằng anh đã thay đổi rồi. Tôi cười, nhưng đáy mắt lạnh lẽo, người cô gái này đột nhiên xông vào là chuyện như thế nào. Tô Diệc Hàm còn kiên định hơn anh ta, cắn răng nói, tôi muốn tiền, cho tôi tiền, tôi sẽ đi. Đúng là tôi đang chờ câu này của cô. Toàn bộ quá trình tôi đều có ghi hình và ghi âm. Tô Diệc Hàm sẽ bị tôi kiện ra tòa với tội danh tống tiền. Tất cả số tiền cô ta lấy từ tống nguyên sầm, tôi sẽ lấy lại không thiếu một xu. Cô cũng xương sao. Tôi quay đầu, cười, tôi đã cảnh báo cô rồi, bây giờ cô lại đến phá hoại gia đình tôi, cô cũng xứng nhưng tại sao tôi phải bỏ đi một cách ê e chề tô diệc hàm kêu la thất thanh và anh ta dựa vào cái gì mà có thể sống tốt như không có chuyện gì vậy nên mới là lỗi của cô đấy tôi nhún vai nhìn về phía tống nguyên sầm nếu không có cô đến đây gây sự chuyện sẽ không trở nên như thế này thực ra câu nói này không đúng tống nguyên sầm và tô diệc hàm đều không thể được tha thứ nhưng để làm cho tống nguyên sầm mất kiểm soát tôi phải đẩy hết tội lỗi lên người tô diệc hàm tô diệc hàm Tống Nguyên sầm gầm lên một tiếng, đứng dậy và đẩy cô ta ngã xuống đất. Anh ta nhảy lên là hai quả đấm, đánh đập Tô Diệc Hàm cho đến khi mặt cô ta sưng vù. Anh ta vẫn chưa thấy hả giận, thậm chí còn nhấc bát đũa trên bàn lên ném xuống. Ngay lập tức có vài người xông lên ngăn cản anh ta. Một vài phụ nữ vội vàng đỡ Tô Diệc Hàm dậy, chỉ thấy máu tươi chảy ròng ròng trên đầu cô, cô đã bất tỉnh. Tô Diệc Hàm, con nhân tình hèn hạ này. Tiếng gào thét của Tống Nguyên sầm vẫn còn vang vọng không ngừng. Tôi đứng dậy và rời khỏi hiện trường. Sau đó cảnh sát đã gọi điện thoại mời tôi đến làm biên bản. Tôi nghiêm chỉnh kể lại tình hình lúc đó. Biết được rằng vào buổi chiều hôm đó Tống Nguyên Sầm đã bị đưa đến đồn cảnh sát và bị giữ trong 10 ngày. Tô Diệt Hàm vì chấn động não nhẹ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Dù sao đi nữa, với thân hình cao to của Tống Nguyên Sầm thì cô nàng nhỏ nhắn Tô Diệt Hàm chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Trước tiên tôi về nhà bố mẹ tôi, chỉ cần một ánh mắt bà ấy liền biết rằng chuyện đã gần được giải quyết con gái vui vẻ chạy lại ôm tôi kể về những trải nghiệm hôm nay, sau đó lại tò mò hỏi tôi, mẹ ơi, ba đi đâu rồi vậy? Tôi không biết nên nói thế nào với con bé về sự thật rằng sau này có thể không còn ba, chỉ vút ve đầu con bé an ủi. Bố mẹ tôi đã tìm luật sư cho tôi, trước tiên soạn thảo hợp đồng ly hôn, nhấn mạnh yêu cầu Tống Nguyên Sầm không được mang theo bất cứ thứ gì khi ra đi. Đồng thời, tôi cũng đã tham khảo ý kiến từ luật sư, dự định kiện Tô Diệt Hàm về tội cưỡng đoạt tài sản. Mặc dù cuối cùng có thể đơn kiện này cũng không có kết quả gì, nhưng nếu có thể làm cho cô ta khó chịu thì cũng là một điều tốt. 10 ngày này là 10 ngày tôi cảm thấy thoải mái và sảng khoái nhất. Tôi đã đưa con gái và bố mẹ đi du lịch, và khi chúng tôi trở về thì vừa lúc quãng thời gian tạm giam kết thúc. Tống Nguyên Sầm trông như già đi 10 tuổi, ánh mắt tránh né khi nhìn thấy tôi. Tôi đưa anh ta đi ăn một bữa, rồi đặt tờ thỏa thuận ly hôn trước mặt, ký vào đây. Tiểu Đàm, Tống Nguyên Sầm nhìn tôi cầu xin. Tôi làm động tác tạm dừng, mặt không biểu cảm lặp lại, ký vào anh ta im lặng một lúc sau đó mới nhắc tờ thỏa thuận lên nhìn kỹ càng nhìn sắc mặt càng tệ hàn đàm không đến mức phải thế đâu chứ sao phải tuyệt tình như vậy để anh ra đi tay trắng chiếc xe đó vẫn là của anh tôi không ngần ngại còn tôi tình yêu đã mất tôi cũng không cho phép bản thân mất đi tiền bạc tiền tiết kiệm thì sao tôi cười mỉm mua bảo hiểm rồi cổ phần dưới tên tôi nhà cửa ồ nhà cửa để cho thanh thanh vậy thanh thanh thì sao tôi cười nhạt và nói anh đã bị đuổi việc rồi nên anh hãy sớm đi đến cục lao động để yêu cầu giải quyết tranh chấp đi còn việc mong muốn quyền nuôi con thì anh đừng có mơ em đã sớm muốn ly hôn phải không tống nguyên sầm đứng yên không nhúc nhích tôi không trả lời anh ta cũng chỉ cúi đầu không biết đang nghĩ gì tôi nhắc lấy cái cốc thủy tinh chứa đầy nước lạnh và đổ thẳng lên đầu anh ta tống nguyên sầm tôi không ngu ngốc như anh nghĩ đâu ký vào đây nếu kiện anh cũng đừng mong lấy được một xu sau khi mọi chuyện kết thúc tôi vẫn không mạnh mẽ như mình tưởng, phải ngồi trong xe một thời gian lâu lắm để bình tĩnh trở lại. Trước khi đến tôi đã đóng gói tất cả đồ đạc của anh ta và để ở phòng bảo vệ, chỉ chờ anh ta tự đến lấy. Tình cảm 8 năm giờ chỉ như một trò đùa. Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại đi đến bước này. Đối với Tô Diệc Hàm, con đàn bà ti tiện đó, cô ta đã xóa quy WeChat của tôi, không còn cách nào liên lạc. Sự sống chết của cô ta với tôi không liên quan. Trước khi đến, Tôi đã đóng gói tất cả đồ đạc của anh ấy và gửi giữ ở phòng bảo vệ, chỉ đợi anh tự đến lấy. Tôi đã đưa con gái về nhà mẹ đẻ. Tôi nói với họ chuyện mình đã ly hôn, cha mẹ ôm chầm lấy tôi mà khóc. Cả hai đã cố ý nấu rất nhiều món ăn ngon, chúc mừng tôi thoát khỏi tên khốn. Nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tối đó, tôi đã thêm tô diệt hàm lần nữa trên WeChat và lần này cô ấy nhanh chóng chấp nhận. Bây giờ cô hài lòng chưa? Tô diệt hàm chủ động phản công, cuộc đời tôi đã bị cô phá hủy. Cuộc đời cô bị phá hủy bởi chính cô. Tôi bình tĩnh chỉ ra lỗi lầm của cô ta. Là cô biết chuyện nhưng vẫn làm theo ý mình, phá hủy gia đình người khác. Đến cuối cùng ai bắt đầu trước không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là anh ta ngoại tình là sự thật, còn cô biết rõ sự thật nhưng vì tiền mà tự lừa dối mình. Cả hai người đều không phải là người tốt. Cô ta trả lời, cô kết bạn với tôi chỉ vì chuyện này à? Trên người cô còn tiền không? Ha ha ha, chắc cô định cho tôi à? Đừng sốt ruột tôi nằm trên giường duỗi chân một cái lười biếng cô không phải tìm tống nguyên sầm sao anh ta đánh cô không bồi thường viện phí cho cô à nếu anh ta không cho cô báo cảnh sát kiện không phải sẽ tốt sao đối phương im lặng rất lâu chấn động não nhẹ không tính là thương tích tôi trả lời đó là chuyện của cô rồi tôi lại tiếp tục xóa cô ta một cách dứt khoát tôi diệt hàm làm ẩm ĩ không phải vì tiền à bây giờ có một cơ hội tốt đẹp trước mặt cô ta cô ta sao có thể từ chối còn việc cuối cùng cô ta cuối sử dụng phương pháp nào, tôi không cần phải quan tâm. Sau đó, tôi đã trải qua một thời gian khá suôn sẻ. Sau nhiều suy nghĩ, tôi đã nói chuyện ly hôn với con gái. Ai ngờ con bé không khóc lóc, thay vào đó là ôm chầm lấy tôi và nói mẹ vất vả rồi, khiến tôi không cầm được nước mắt. Tống Nguyên dầm tìm tôi vài lần nhưng đều bị tôi từ chối. Thậm chí anh ta còn dẫn cha mẹ đến quỳ lại xin tôi, sau khi bị tôi từ chối dứt khoát thì lại bắt đầu làm trò ép tôi phải giao quyền nuôi con gái cho họ. Tôi liền báo cảnh sát, khiến họ phải chạy đến chạy đi. Cha nam tiện nữ, cuối cùng cũng nhận quả báo. Sau này nghe nói Tô Diệc Hàm thậm chí còn mang thai, buộc Tống Nguyên Sầm phải cưới cô ta. Sau khi kết hôn, Tô Diệc Hàm khinh thường Tống Nguyên Sầm vì không kiếm đủ nhiều tiền liền báo thù bằng cách nợ một khoản nợ lớn bên ngoài. Tô Diệc Hàm vẫn chứng nào tật ấy, thích bòn tiền đàn ông nên còn vướng mắc với mấy người đàn ông cùng một lúc, khiến đầu Tống Nguyên Sầm như được trồng một thảo nguyên xanh mướt. Sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa hai người rất tệ, thường xuyên cãi vã và đánh nhau. Nghe nói Tô Diệc Hàm còn bị đánh đến sảy thai và hiện đang ẩm ý muốn ly hôn. Điều này càng làm cho mối quan hệ gia đình đang dối ren trở nên tồi tệ hơn. Một cặp đôi đê tiện và rác rưởi thật sự đã sống những ngày tồi tệ. Kể từ đó, tôi không còn nhận được bất kỳ tin tức gì về họ nữa. Mọi chuyện đã qua đi 2 năm. Tôi đã cho con gái chuyển trường, dẫn con bé về sống tại quê nhà ở một thị trấn nhỏ tôi cũng tìm lại được niềm đam mê văn chương mà tôi suýt nữa đã đánh mất và lần nữa cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống sau nhiều năm bỏ lỡ tống nguyên sầm và tô diệc hàm đã mãi mãi rời khỏi cuộc sống của tôi mọi thứ tựa như giấc mơ đã tỉnh có lẽ những ngày tháng sau này sẽ trôi qua thật bình yên còn điều gì không hài lòng nữa chứ những phản bội và đau khổ trước kia giờ đã theo gió bay xa cho đến một ngày tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ và tôi lại có thể nhạy cảm đoán ra đó là tin nhắn từ tống nguyên sầm tôi lạnh lùng cười Ngón tay chạm nhẹ và xóa bỏ ngay lập tức. Tôi cũng cho số điện thoại đó vào danh sách đen vĩnh viễn. Khóe mắt tôi bỗng nước mắt lưng tròng, nhưng lại nở nụ cười. Con gái chạy lại ôm lấy tôi, "Mẹ, mẹ cười cái gì vậy?" Tôi nói, "Không có gì đâu, mẹ chỉ nhớ đến chuyện vui thôi." Hoàn toàn văn. Nếu các bạn thấy hay hãy like video và theo dõi Minh Nhật TV để nghe thêm nhiều chuyện hay nữa nhé. Cảm ơn các bạn.